Em đang lấy lá cho mấy cái cây mai này này. Cây mai này cây mai ghép, em đang bấm đôn lại. Rồi em lại bớt lá đi nè, do em mới thay thay cái đất mới. Do cái đất cũ nó đen anh em, rễ nó đang kín hết rồi. Thứ hai nữa là do những cây mai này em không có chơi tết nè. Nên em bấm đôn trở lại, em đẩy lá đi để em tưới cái dưỡng rễ vô để cho ra chồi mới. Còn đây là cái cây mai 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 mà người ta gửi anh em ơi. Người ta gửi, ta biểu trồng trồng nguyên thủy gì đó, tàn thì nó không có cần ghép gì hết á, giữ nguyên cái form vậy. Tại vì cái bác nó cũng lớn tuổi, người ta thích những cây mai tàn như vậy nè, để ta để trước nhà anh em. Thì khi mà em trồng á, em bóp vô cái chậu nhỏ anh em để trồng cho nó sống, nó khỏe rồi bác chở về. Thì hôm nay em thay cái chậu, cái đất mới thay thêm anh em, do cái chậu này nó nhỏ quá, do cái chậu nhỏ anh em mà bây giờ nó đang phát triển phải sang vô cái chậu mới lớn hơn. Anh em thấy cái chậu không, anh chậu tí xíu ha. Cái chậu này chậu chưa được 3 tấc anh em ơi, 3 tấc mà được 3 tấc phủ, không được 3 tấc lọt lòng nữa. Đó. Thì trong quá trình chúng ta chăm sóc anh em, chúng ta trồng á, thì người ta bóp cho cái chậu nhỏ anh em, để ta chăm sóc nó dễ hơn ha. Như ngặt nổi anh em, khi em trồng vậy xong ha, rồi cái bác đó bác chở qua hai cái chậu, bác tự mua bác tự chở ha, hai cái chậu chậu bá luôn nè, chậu lớn quá. Nên sẵn trong cái clip này nè, sẵn cái nội dung này em cũng chia sẻ đến các anh em là cái việc mà chúng ta sang từ cái chậu nhỏ qua cái chậu lớn và chúng ta chăm sóc như thế nào. Đây là một cái vấn đề mà rất dễ làm hư cây mai nha anh em. Những anh em mới chơi đó, thường anh em hay mua những cây mai về đó, tức là hiện nay người ta gửi online anh em, mua rồi nhà vườn người ta gửi qua về đường bưu điện về chúng ta nhận á, rồi chúng ta không biết. Chúng ta người ta gửi giống cái bầu đất như vậy ha, rồi người ta đưa vô cái chậu, rồi chúng ta về á, bỏ vào đất vậy ha. Rồi chúng ta về, chúng ta trồng vô một cái chậu mới, rồi cái chậu nó quá lớn. Thì đây là cái cây thứ nhất nè, cây thứ nhất mà bác cũng là gửi đó. Cái bác đó cũng lớn tuổi rồi, 7 mấy tuổi đó, bác cũng gửi cũng để cây mai tàn giống vậy bác nè. Thì quá trình em trồng thì cái cây này thì trồng từ đầu rồi, từ đầu lúc em trồng á là trong cái chậu nó bác chở qua luôn rồi. Còn cái chậu này á thì lúc đó em chưa có trồng vô đây, tại vì cái cây đó nó nhỏ, cái bộ đế của rễ nó nhỏ sẵn rồi, nhỏ hơn cái cây này đó. Nên em trồng như cái chậu nhỏ trước. Cây này giống như là kiểu giảo giảo lá gai, nó bị lai anh em, giảo lá gai nó bị lai, nó không có giống cái cây kia anh em. Cây kia giống giảo thủ đức lai vậy, hai cây một cặp nhưng mà sao nó ra cái hai cái giống nó khác nhau, khác nhau hoàn toàn anh em nha, hoàn toàn luôn. Rồi cái kỹ thuật mà khi chúng ta sang từ cái chậu nhỏ đó sang cái chậu lớn nè anh em ta. Cái chậu hồi nãy á, là chưa tới 3 tấc nhưng mà cái chậu này tới 4 tấc rưỡi anh em, 4 tấc, 4 tấc, 4 tấc rưỡi luôn á, nó quá lớn anh em. Và cái độ cái lòng này nè nó sâu hơn rất là nhiều. Nên sẵn cái clip này nè chia sẻ với anh em, mà khi anh em mua những cái cây gì, người ta gửi bưu điện về đó, rồi về chúng ta thường hay vô những cái chậu lớn vậy này đa phần anh em nha. Này này vô tình thế ép buộc thì em mới phải sang cho cái chậu lớn thì thôi. Nhưng mà khi sang như cái chậu lớn này nè, cái việc chăm sóc nó rất là cực nha anh em. Anh em thấy không? Cái một cái cây nhỏ xíu nè, cái bầu đất rất là nhỏ ha.
mà sang qua một cái chậu nó lớn quá nè, à, giữa cái bầu phân với lại cái thành chậu nó cách nhau tới 8 phân nè, 7-8 phân anh em thấy không, à, gần một tấc, à, nên cái việc chăm sóc nó khó hơn rất là nhiều nha anh em. Đó. Chúng ta phải cực, chịu cực, chịu thật cực cái thời gian đầu, thời gian đầu mà lúc chúng ta mới trồng xuống vậy nè, thì nó cây cây mai nó rất mất rất nhiều thời gian để rễ này nè, nó ôm hết những cái phần giá thể mới đó, nó phải ôm hết anh em, nó không bị bị dôi nước. Còn nó không ôm hết cái rễ, nó mà không bò hết ra những cái giá thể mới chúng ta mới cho vô nè, thì bên ngoài vòng vòng này nè nó sẽ ngậm nước, nó ngậm nước rồi nó cứ ập 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 vào bên trong, thì cái mai chúng ta nó rất rất dễ bị hư rễ nè, rất dễ bị hư rễ ha. Nên thường khi mà chúng ta sang chậu á, chúng ta sang những cái chậu lớn hơn một chút xíu thôi, cái thành chậu nó cách cái bầu phân cũ khoảng chừng 3-4 phân là vừa rồi. Đó. Mà cái đây khoảng cách nó tới gấp đôi anh em, và cái lòng chậu đó, nó sâu, cái chậu này nó sâu, nên chúng ta không có về cái chậu nó cao mà chúng ta trồng hết cái chậu ha, nên chúng ta trồng thấp xuống được được anh em. Sau này cái nó lớn rồi chúng ta sẽ nâng lên từ từ, cứ trồng cho nó vừa đủ thôi, vừa đủ cái chiều cao thôi, không cần phải bằng cái chậu đâu. Đó. Cái việc ở đây chăm sóc á, là đầu tiên khi chúng mới tới sang à, để chúng ta chịu khó tưới, đừng có để nước mưa vô, à, cung cấp nước, à, không cho nước tùy tiện vào cái trong chậu này. À, khi nào chúng ta tưới thì nó mới có nước thôi, còn không có để nước ở đây ha. À, và chúng ta chú ý về việc tưới nước ha, tưới nước, à, khi mà chúng ta kiểm tra xung quanh á, cái giá thể mới đó nó còn ướt thì chúng ta không cần phải tưới nha anh em. Nhất là phân hay tưới dưỡng, trong giấc này thì chúng ta tưới dưỡng á, thì chúng ta tưới cái rễ ở đâu thì chúng ta nhắm cái rễ ở đâu chúng ta tưới ở đó thôi. À, chúng ta phải chịu khó anh em, chịu khó một thời gian dài hơn. Nếu mà chúng ta dọn sang cái chậu vừa phải thì nó ra chỉ cần một hai cây đọt là nó rễ nó có thể là đang hết cái chậu rồi, nhưng mà cái chậu lớn quá thì chúng ta cái thời gian nó sẽ dài hơn nha anh em. Rồi hôm nay sẵn sang cái chậu chia sẻ thêm với anh em một số vấn đề vậy nha anh em. Xin chào, hẹn gặp lại.